đội Thác Công Lipa, nơi thân thể nguyên bản lên của mày. Đúng quá. Hay vô, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiết kiệm cho máy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Cũng tiếp tục như thường lệ thì hôm nay vào trong đây review một cái con game là LOK2 ở một cái server hoàng gia, server đang hot nhất ngay thời điểm hiện tại luôn. Và một cái tiêu đề chính, một cái tiêu đề nóng là một cái bản master bắt ổn của một cái con đất skin mà mình đã từng cộng cho máy và mình đã test. Nó cũng khá là ok nha anh em. Nó chưa có hoàn hảo lắm, vì sao? Vì chưa có sự góp ý của các anh em. Trong khi xem video thì các anh em thấy cái master của mình nó sai chỗ nào, nó thừa chỗ nào và nó thiếu chỗ nào, các anh em có thể là mạnh dạn comment nha. Nói về cái con Darkin của phiên bản lock thì các anh em biết rồi, nó sẽ đi theo hướng là E nè. Và cái đâm chính của nó là các anh em phải cộng vào hướng là E nè nè. Anh ghi nó sẽ có lượng thủ và lượng tốc cho chúng ta. Tuy là cộng vào ở trong E nè nhưng cái đâm chiến anh em sẽ lên được 50k. Và cái đâm E nè của anh em sẽ lên là 345k. Khi mà nó nhân đôi lên á, đâm nhân 2 của mình lên là 680k. Các anh em xem để ý màn hình là các anh em sẽ thấy rõ. Và ở một cái phiên bản lớp 2 này thì nhà nhà Darkin, người người Darkin, dù muốn dù không vậy các anh em cũng phải thử chọn cho mình một con Darkin, rồi trải nghiệm xem là cái con Darkin đi theo hướng E nè và dùng một cái kỹ năng Monlat. Kỹ năng này thì các anh em lên trên map là 300 Maska Gutan, các anh em là NPC bụng to, các anh em mua nha. Mình cả có hướng dẫn, có chia sẻ rất là nhiều. Và đây là cái hướng để mà mình cộng đi cho in cho mình kit quái cho nó lẹ tí xíu. Nếu mà các anh em khịa thì các anh em có thể là cộng vô cái phần HP một chút xíu nữa cho mình. Còn nếu mà đi lại kit quái cho nó nhanh, cho nó lẹ và đam cho nó to để chạy reset á, thì các anh em nên cộng như gì. Rồi dù muốn dù không gì á, nếu mà mấy ông top ông chịu đi quậy á, thì các anh em cộng cỡ nào giờ cũng bị quanh hết. Còn mình chỉ ngờ là ngờ những anh em nào newbie, những anh em nào mà dân chơi nửa mùa, người ta lên một số món đồ rồi người ta chạy đi test đam á, thì các anh em có thể là cộng nhẹ vào trong đây. Còn không á thì các anh em cứ để cho full đam, đang mình chạy cho nó một cái lượng thời gian cho mình rút ngắn lại nhanh nhất có thể. Và mình sẽ vào trong một cái bảng master cho anh em xem là bên đây mình sẽ cộng đây. Hồi nãy mình đã có nói là cái bảng master này là mình thấy bất ổn nhất từ trước tới giờ là sao. Mình sẽ chia cho nó cân đối ra ba bảng master luôn. Lúc trước là mình sẽ dồn qua công, hoặc là mình dồn qua thủ, mình bỏ cái tấp giữa là cái tấp bổ trợ kỹ năng, mình không có cộng tấp giữa đâu. Và bây giờ mình sẽ cộng vô cái tấp giữa, khai sáng cái lối đi mới cho con DK này, xem nó có ra được đấm cà đấm bắp gì không anh em à. Đầu tiên thì mình sẽ review cho anh em một cái bảng đầu tiên, bảng A, bảng B và bảng C. Bảng A đầu tiên là mình sẽ lấy là khả năng né tránh BWB. Thì các anh em nên nhớ là cộng cho mình là 19 điểm thôi. Vì sao không cộng 20? Cộng 20 thì tỷ số anh em cũng là 4598. Mà cộng 19 thì cũng là 4598. Dạy gì mà cộng 20. Trong khi đó cộng 20 các anh em sẽ mất 1 điểm. 1 điểm của 1 ô, rồi 1 điểm của 2 ô, 1 điểm của 3 ô. Thì như vậy chúng ta sẽ dồn lại 10 ô cộng 20 thì chúng ta sẽ ra được là 11 ô nha. Nếu mà các anh em cộng 19. Ở đây khả năng né tránh khi mà chúng ta đi BK thì cần thiết phải cộng vô cho nó mắc binh nha. Tiếp theo cái ô thứ hai của mình cộng 19 đó là mát SD tăng là 3784. Các anh em cộng cái ô này và các anh em cộng qua bên một cái tab C cho mình nữa. Bên đây mình nói ngoài lời chút xíu, nhưng mà các anh em cộng vào trong đây, phục hồi SD khi chúng ta giết quá giặc thì tỷ lệ phục hồi SD khi mà kèm theo với phục hồi SD giết quá giặc nữa, hai thằng này mà nó xong kiếm hợp bích lại thì SD anh em quánh tới sáng nó không hết. Nhưng đặc biệt các anh em phải lũi với cái bãi quái nha. BK thì mình đã có mách bảo và chia sẻ với các anh em rồi, hãy lôi nó vô cái bãi quái anh em à. Lôi vô bãi quái để mình chi, mình hồi SD, mình hồi HP khi mà mình cộng qua đây. Nếu mà mình không khỏe về cái mặt đồ đạc thì mình phải sáng về cái mặt mà mua mẹo nha anh em. Tiếp theo là cái ô thứ ba, tốc độ phục hồi SD. Ở đây là nó chỉ là tốc độ đó cho chúng ta hồi SD thôi, nên không cần phải cộng HP, chỉ cộng 10 điểm. 10 điểm là chúng ta kích được cái ô dưới đây. Cái ô dưới đây cho chúng ta làm gì? Cho chúng ta là phòng thủ tăng lên 450. Ở đây là nó phòng thủ nó sẽ cho tăng chúng ta là nó dày hơn, dày nhất có thể. Và các anh em đừng có cộng qua bên là phòng thủ thuộc tính nha, vì đây là nó không có quái thuộc tính. Mà anh em hãy cộng xuống dưới đây đây, khả năng né tránh. Vì sao anh em? Tại vì khi mà ở server mới, các anh em một góp đồ các anh em chỉ có là 4% né thôi. Và các anh em lên là khả năng né thêm là 9,0% né nữa, thì các anh em thấy cái lượng né của mình ra sao? Lượng né của mình càng cao, đối phương quánh vô trong người mình là sẽ miss càng nhiều nha anh em. Nên rất là lợi, các anh em có thể là cộng bên né này mắc pin cho mình, mắc pin ở chỉ số 19, đừng có cộng lên 20 nha. Hôm nãy mình đã có nói rồi. Kế tiếp là một cái ô khi chúng ta mặc đủ là áo, quần, chân, tay, mũ.
Khi mà kết hợp 5 món này lại với nhau thì cái khả năng phòng thủ của anh em sẽ lên bao nhiêu? Lên 53 phòng thủ khi mà mặc đủ xếp đồ. Rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì cái tab này là cái tab thủ mà anh em, tab thủ đã cho chúng ta đi BK. Đi farm quái thì không cần đâu, đi farm quái các anh em không cần cộng một điểm vào trong đây, các anh em farm cũng vẫn được bình thường. Nhưng mà chúng ta phải cân đo đong đếm làm sao cho ra một cái bảng master để chúng ta đi BK được. Nhiều khi mà hai người lên đồng độ với nhau, hai người đồng cái reset với nhau và hai người đồng master với nhau mà tại sao thằng kia nó quánh hơn mình, thì tại vì người ta đã có ngâm cứu. Tiếp theo, ở đây là mình đã có nói rồi, tỷ lệ phản của mỗi server nó sẽ khác nhau. Có server là 100%, có server là 85% và server này mấy anh em test thì mấy anh bảo là mắc chỉ có là 65, hên lắm mới lên được 70. 65 thì 65, 70 thì 70, chứ tại sao mà hên lắm mới được 70? Thì cái đó là một cái phần danh. Chừng nữa mình sẽ có đồ số kết rồi hả, test lại cái lượng phản sau nha. Thì ở đây phản mình cho nó lên là 19 luôn, thì cơ hội phản hồi 100% sát thương ở đây là 4.17. Và những cái dòng ở dưới thì mình không cần cộng nha. Ở dưới đây nếu mà anh em có cộng thì anh em phải cộng vào trong nhanh nhẹn để làm gì? Chúng ta là hạ cái điểm bon xuống và có được thêm một cái lượng thủ. Chúng ta hãy gạt sổ ngang tại đây và bước qua một cái tab B A rồi tới B. Các anh em đọc theo là đánh dặn thì một cái bạn chữ cái. Cái dòng đầu tiên là cho chúng ta tỷ lệ chính xác. Tỷ lệ chính xác của chúng ta khi mắc pin nó lên là 3831. Và tiếp theo khi mà các anh em muốn cộng được cái này thì bắt buộc anh em phải mua những cái cây vũ khí lõm. Những cây vũ khí lõm này ở bác thợ rèn thì người ta sẽ có bán rất là nhiều. Đeo lên cái cây nào để cho nó phục được một cái kỹ năng lên. Phục được một cái kỹ năng này đây, một cái kỹ năng là chém. Nếu mà anh em dùng cái kỹ năng này kết hợp với đâm gió và sẽ kiếm nó sẽ nổ vào combo nha. Ở đây là tấn công tuyệt chiêu thì mình sẽ bỏ qua. Và cái dòng thứ hai là dòng sẽ kiếm cũng bỏ qua vì cái con DK này đi theo hướng phép mà anh em đâu có cần sẽ kiếm làm gì, nhưng phải cộng. Tại sao không cộng làm sao kích được ô dưới anh em ạ? À? Nói cũng như thôi. Và tới đây anh em hãy cộng vào đây. Ở đây chúng ta có một cái dòng là mát HP. Mát HP khi cộng ở tỷ số 19 thì nó cho chúng ta là 766. Lúc trước mình không cộng HP thì chỉ số của mình là 26 điểm bon chuẩn, nó cho ra là 306. Còn bây giờ mà mình cộng vô trong đây, mình cộng tất cả những cái mục HP, mình không có cộng cái ô nào hết. Đây, mình không có cộng cái ô nào hết, nhưng mà mình búp lên một cái. Các anh em thấy nè, HP của mình chỉ có là 28 thôi. Nhưng mà mình búp lên một cái là các anh em thấy là 3232, cái chỉ số cực kỳ đẹp nha anh em. Tiếp theo quay lại một cái vấn đề Master B. Master B này á, thì mình đã ngáo vô trong đây, mình lười tẩy để cộng lại. Các anh em tẩy free mà, không có cần tốn cái gì hết. Lúc trước á, thì tốn đồng con. Còn bây giờ nó không có tốn đồng con của anh em. Các anh em cứ cộng sai rồi tẩy lại, cộng sai tẩy lại. Nhưng mà cái này mình cộng 3 lần. Lần thứ tư thì mình lại dính xương cái này nữa. Thôi mình bỏ đây luôn. Mình phí vào trong đây 10 điểm. Mình nhớ trực lại, cái này là tấn công vật lý anh em à, chứ đâu phải tấn công phép thuật đâu. Cộng vô đây làm cái gì? Một cái ô này là một ô mana là phí, một cái ô anh ghi là phí, nhưng cái ô này là không phí. Là nó cho chúng ta lên cũng là max HP. Max HP lên là 1309. Thì vì sao hồi nãy mình nói là cái bon chuẩn của mình chỉ có 28 thôi. Lúc trước anh em bút béo các kiểu luôn, nó lên chỉ có là 400 đảo loại thôi, chứ không ai lên được 400 đâu. Còn bây giờ là 28, nhưng anh em búp lên một cái nó sẽ lên là 3000 mấy lần. Cái đó là một cái tuyệt vời nha. Nó cũng có cộng vô, chứ không phải là không cộng, không phải master nó không có điểm nha anh em. Tại vì người ta ra bảng master thì người ta sẽ có ADD vào. Và tiếp theo thì mình sẽ qua một cái bảng C. Bảng C là một cái quyết định cho chúng ta một cái lượng đam cao nhất có thể. Ở đây thì cái dòng đầu tiên thì lúc nào mình cũng phải lấy là 19 điểm. Vì sao? Ở đây là tỷ lệ chính xác khi chúng ta BWB. BWB cho chúng ta lên là 6130, nó rất là cao nha. Ở đây thì mình cầm kiếm là một tay một kiếm, thì anh em cộng vào cái hướng này. Nếu mà hai tay thì anh em bên đây, còn các anh em dùng chùy dùng thương thì cộng bên đây. Nhưng mà ở phiên bản của PC thì các anh em cộng vào trong cái búa này. Khi mà chúng ta cầm một cây chì, người ta bơi ca vô mình, người ta cũng bị dính băng. Tiếp theo là một cái ô thứ hai của mình là tăng tốc độ tấn công khi chúng ta sử dụng kiếm là hai tay. Thì cái mục này á thì mình chỉ cộng 10 thôi, mình có ghép cộng 10 thôi. Và ở đây cũng có một cái quan trọng nè, nếu mà chúng ta cộng vô trong đây là 19 điểm thì cái lượng mà boost HP của chúng ta lên thì nó sẽ cực kỳ cao. Nó cao hơn là bao nhiêu? Nó cao hơn là 20%. Thì nó cực kỳ cao nha. Tại vì game nó sẽ tính từ 1%, 2%, 3%, 4%. Tại vì sao mà ông mod ông không cho ra một cái khiên né là 10% mà ông cho cái khiên né 4%? Vì 4% nó có tác dụng rất là nhiều, chứ không phải là 1, 2, 3, 4 là ít, là các anh em thấy là không có tác dụng. Chúng ta lên hẳn là 20% thì nó cho lượng các HP chúng ta gầm lên một cái rất là nhiều nha anh em. Và ở đây thì mình đã có nói hôm nãy rồi, tốc độ phục hồi HD khi giết quái và tốc độ phục hồi HP khi giết quái. Các anh em cộng vô trong đây 7 điểm hoặc là 10 điểm cũng được. Nếu mà mình không tiêu phí ở đây, mình có 10 điểm này thì mình sẽ dồn vô chia đều ra hai ô này. Thì các anh em BK mà lôi vào bãi quái BK thì nó một cái lợi thế của các anh em. Còn BK solo ngoài bãi trống thì cái đó là không hứa.
Bãi chấm thì không có tác dụng heo này. Heo này chỉ là lôi người ta vô những cái bãi quái BK, đặc biệt các anh em đi quét map thì ô ố già luôn, không cần phải tốn HP. Các anh em bỏ bên HP đi chỗ nào thì bỏ. Nếu mà bị thấp HP, cái con quái vừa phật ra HP anh em lại đầy lại BK tiếp. Cái đó là rất là ngon lành nha anh em. Tiếp theo thì mình sẽ cộng cho một cái là sức tấn công tối thiểu, phải cộng. Mình thấy cái này nó không có tăng quá nhiều, không có bổ trợ nhiều vô cái sát thương của chúng ta. Tại vì sức tấn công tối thiểu nó chỉ lên là chỉ có 12 thôi, mà trong khi đó mình phải tốn là 10 điểm cơ. Mình bỏ qua số điểm quá nhiều nhưng mà mình nhận lại số điểm nó quá ít. Nếu mà nó ở chế độ là 10 điểm, 11 điểm mà nó cho chúng ta lên 2.000, 3.000 thì nên cộng cho nhiều. Còn này mình bỏ ra 11 điểm mà mình nhận lại chỉ có 12 điểm mà, nên cũng không cần thiết, nên chỉ cộng là 10, 11 cho nó qua. Và đặc biệt ô dưới mình không cộng luôn. Đây, ô này là không cộng. Tăng sát thương tối đa là không cộng, mà mình tạt qua bên là sát thương chí mạng. Sát thương chí mạng cho chúng ta là 3.08%, sao nó không cho hẳn luôn 3.1 mà 3.08? Vì sao? Vì mình chỉ cộng có 10 thôi. Nếu mà cộng ở chỉ số 11 chắc nó lên là 3.1. Nhưng mà bỏ qua cái đó đấy, chúng ta xuống một cái hoàn hảo nè. Hoàn hảo lúc nào cái cây vũ khí bên mình hỗ trợ thì nó cũng vẫn có rồi, mà các em cộng vô trong đây nữa, hoàn hảo nó tỷ lệ hoàn hảo nó càng nhiều, sát thương hoàn hảo của anh em lên càng cao và nó ra càng nhiều nha. Một hai ô này nó không đem lại chúng ta quá nhiều nguy hiểm, và nguy hiểm nhất là hai cái ô này. Cái ô đầu tiên cho chúng ta là tỷ lệ sát thương nhân 2. Thì tại sao anh em hỏi mình là tại sao cộng vô master kiểu gì hay là mặc đồ thằng kiểu gì mà đam nhân 2 nó lên ly chi vậy? Thì lúc nào đam nhân 2 của mình cũng cộng cho nó mắc pin là 19. 19 thì cho chúng ta là tỷ lệ sát thương nhân 2 là 4.17%, rất là to chứ không phải ít đâu. Thì như vậy là điểm sát thương nhân 2 của mình nó lên ào ào. Và dưới đây dù muốn dù không gì các em cũng phải là loại bỏ phòng thủ. Cái này là loại bỏ phòng thủ của đối phương chứ không phải là loại bỏ HD nha. Khả năng loại bỏ phòng thủ của đối phương chứ không phải là loại bỏ phòng thủ HD hay là loại bỏ HD. Khi mà cộng vào trong đây mắc pin rồi, anh em có khả năng là phá phòng thủ, xuyên qua phòng thủ và bỏ phòng thủ để quánh thẳng vào trong giáp trụ và vào trong một cái HP luôn. Cho anh em xem lại một cái bảng master, một cái bảng A của mình là cộng như gì đây. Anh em nào mà thấy không rõ, nghe không hiểu thì có thể là xem tới xem lui vài lần để ủng hộ clip luôn nha. Và hiện tại thì đồ trên người của mình cũng không có quá khát bọt như những cái mà mình đã review cho anh em. Và hiện tại bên server Hoàng Gia bên mình đang có một cái code miễn phí và free. Anh em vào trong đây chỉ cần là chạy lên cho mình đúng 5 lần reset thì vào trong đây tặng cho anh em một cái bộ đồ là 380, một cái vũ khí là 380, một cái Win 3, đặc biệt là mắc reset ngày luôn, cứ lấy top trừ ra 10 lần, số còn lại là của anh em. Ví dụ như top là 810 thì tặng anh em là 800 nha. Bên đây là để dành cho anh em đi chạy reset, đi cài master. Còn những anh em nào muốn farm ngọc, muốn cài ngọc gì đó thì các anh em có thể là qua bên là sub event. Event thì ngọc nó rơi như mưa. Hôm nay mình có like, có làm clip và các anh em thấy là cái lượng ngọc nó rơi ra cũng khá là ok chứ không phải là ít đâu nha anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.